Thời trang bền vững ra đời với mục đích kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm thời trang để hạn chế những ảnh hưởng xấu lên hệ sinh thái. Ngoài ra, trong quy trình sản xuất sẽ sử dụng các chất liệu an toàn và thân thiện với môi trường để thiết kế trang phục. Một số phương thức nổi bật có thể kể đến như là upcycling, nghĩa là sửa chữa, nâng cấp và tái sử dụng quần áo theo những cách sáng tạo, hay zero waste, giảm thiểu tối đa việc thải vải phế liệu. Tại Việt Nam, các nhà thiết kế trẻ và một số nhãn hàng nội địa cũng đã bắt kịp xu thế và chuyển mình với thời trang bền vững. Giới trẻ Việt đang dần định hình được phong cách riêng của mình bằng việc là ủng hộ các cái thương hiệu thiết kế từ Việt Nam, sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường. Từ các sản phẩm second hand hoặc là vải jeans, vải da vụn sinh từ các xưởng may, các nhà thiết kế trẻ đã tận dụng và sáng tạo ra cả bộ sưu tập bao gồm cả áo khoác, quần, váy, túi xách từ vải jeans đầy cá tính. Quý khán giả có thể tham khảo và chọn mua những sản phẩm trên với giá dao động từ 200.000 đồng cho đến hàng triệu đồng một sản phẩm.